Vâng, em Dân Trịnh xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dân Trịnh ạ. Đấy, lại là em đây. Các bác đi qua thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có thể có thêm nhiều động lực đấy, để thêm nhiều mặt hàng sản phẩm mới để phục vụ tới quý cô bác anh chị được tốt nhất các bác nhé. Vâng, và đầu tiên thì em xin giới thiệu một số mẫu sản phẩm bên em nhé, đang có phân phối nhé. Đấy, đầu tiên em xin giới thiệu này. Mẫu sản phẩm này, đèn pin này. Đèn pin đội đầu này, này. Đèn pin đội đầu các bác này. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất đa năng, rất nhỏ gọn, rất là nhẹ nhé. Rất là nhẹ đây. Đấy, em đeo đây. Rất là thoải mái. Đấy, thì cái đèn pin này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng thôi nhé. 250.000 đồng. Đấy, rất là nhẹ nhàng và sảng khoái. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Rất là tuyệt vời. Đấy, một cái đèn pin rất là đa năng, đa công dụng các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một mẫu nữa. Đấy, à đây. Đấy, đèn pin này thì cục pin nó để đằng sau nhé các bác nhé. Đây, em mở nắp pin ra cho các xem. Đây, pin này là hai cục pin khô nhé. Hai cục pin khô. Pin này là pin 18650. Đấy, 6800A. Thì hai cái này thì nhân lên các bác cộng lên là hai cái mỗi cái 6800. Đấy. Bóng thì bóng led. Đấy, rất là xịn sò. Đấy. Sản phẩm đây. Mỹ in Japan nhé. Đấy, sản phẩm rất là xịn sò nhé. Đấy. Thì sản phẩm này thì nó rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu là kia máy Hàn Thiếc nhé, máy Hàn Thiếc. Đấy, 220V, 80W. Đấy, thương hiệu là Gavani. Gavani này. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Đấy, thì cái sản phẩm này em đang bán với giá là 150.000 đồng các bác nhé. 150.000 đồng. Đấy. Rất là xịn. Ok, tôi nhầm chỗ. Đấy, rất là xịn. Đây. Hai loại. À hầm cùng một loại này. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác đó là cuộn Zulo. Cuộn Zulo điện nhé. Cuộn Zulo điện. Thì cuộn Zulo này thì em đang bán với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng nhé. Đấy, ở đây có một cái át này. Đấy. Át 40A, à 30A này. Đấy, một cuộn này 29 mét nhé. Một cuộn Zulo này là cuộn 29 mét. Đấy, có 3 ổ cắm này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Có hai màu nhé, màu đen và màu trắng nhé các bác nhé. Đấy, thì màu nào cũng được. Đấy, không giới hạn màu. Không giới hạn màu sắc thôi nhé. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác đây. Một số mẫu dao. Mẫu dao, anh em. Đấy, hai mẫu dao nhé các bác nhé. Đây, mẫu dao đầu tiên thì lại không có mang thắt lưng. Thì em lại không đeo thắt lưng, nhưng thôi. Mẫu dao này các bác có thể dắt ở thắt lưng này được nhé. Đấy. Thì đây. Mẫu dao của nó đây. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Cong rất là đẹp. Cầm. Các bác nhìn đấy. Rất là đẹp. Đấy. Thương hiệu thì thương hiệu cũng là Colombia. Thì mẫu dao này thì em đang bán với giá là 500.000 đồng các bác nhé. 500.000 đồng ạ. Đấy. 500.000 đồng các bác nhé. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua số hotline là em Dân 0982 834004 ạ. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam các bác nhé. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Ừ. Rất là xịn sò. Cái này là các bác có thể quặc vào quần này, quặc vào khóa quần này. Đấy, để chốt lại này. Đấy, cái này này. Đấy, thì là có thể chốt lại này. Đấy, nhưng mà em lại quên hôm nay lại không 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 mặc cái quần này, nó lại vừa vặn quá nên là em không theo đất đeo thắt lưng. Đấy, các bác thông cảm. Đấy, 500.000 nhé các bác nhé. Dao rất đẹp này, có vỏ này. Đấy. Bao rất đẹp. Đấy. Cái vỏ này chúng ta có thể đựng được máy lửa với lại các thứ ở đây nữa này. Đấy, nó cũng rất là đa năng. Đấy, một túi rất là đa năng nhé. 500.000 đồng các bác nhé. Dao Colombia đen nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác đây. Mẫu dao cũng là Colombia luôn. Cũng là Colombia luôn. Đây rất là đẹp. Mẫu dao rất đẹp nhé, bọc sừng dưới trắng rất đẹp nhé. Đấy, mẫu dao này cầm rất chắc tay nhé. Đấy, tổng kích thước của nó là 31 cm thôi. Kích thước đâu nhỉ? Thước nãy để đâu nhỉ? Đây, tổng kích thước của nó là 31 cm đây. Em xin đo cho các bác. Đây ạ. 31 cm. 31 cm các bác nhé, đến mũi này. Đấy. Rất là đẹp, thép thép trắng. Rất là xịn sò luôn. Đấy.
chúng ta có thể đi cầm đi chơi, đi rừng, đi phượt đấy, làm cái gì cũng được. Dao này là dòng dao siêu tầm thôi nhé, dòng dao siêu tầm đấy, chúng ta có thể để mà khi đi du lịch đi chơi đấy, rất là đẹp mắt đấy. Tiếp theo thì các bác đi du lịch đi chơi thì nó cũng có một cái sản phẩm rất là liên quan luôn đấy, rất là tiện lợi, đó là đèn pin cảnh sát Nhật này đấy. Thì đèn pin này thì chúng ta cũng có thể đèn pin này thì chúng ta cũng có thể sử dụng khi đi chơi đi phượt nhé. Đấy, nó có nhiều chức năng này. Đầu tiên này, đấy, ba chức năng của đèn này, 1, 2, 3. Đấy, chức năng thứ hai là đây, các bác dí im nút này. Đấy, nó có chuyển sang chế độ sáng này, để chúng ta có thể là xoay đèn ăn đặt ở bàn để ăn cơm này, khi mất điện này, hoặc là khi đi chơi mà không có điện thì chúng ta đấy có thể bật này. Đấy, xong bật tiếp theo là chuyển sang để đi ngủ này. Đấy, tắt đi. Đấy, hoặc là chúng ta đang gặp sự cố hay là các bác làm nghề hay là lái xe. Đấy, có thể dùng cái đèn này để xi nhan đường này. Đấy, ví dụ là xe đang sự cố mà đèn chúng ta không có điện mà gặp sự cố giữa đường thì chúng ta treo cái đèn này lên đằng sau. Đấy, để cảnh báo cho các phương tiện khác nhé, là xe của mình đang gặp sự cố. Đấy. Rất là hiện đại. Đấy, còn các bác dí im nút thì nó lại ấy lại mở ra. Đấy, nó tiện có một cái nữa là hay là cái này chúng ta có phá kính này. Cái đầu mạnh này chúng ta chỉ gõ mạnh vào kính thì là nó sẽ phá được kính nhé các bác nhé. Rất là xịn, hiện đại và xịn sò luôn. Đấy thì cái đèn bàn này em đang bán với giá là 290.000 đồng các bác nhé. 290.000 đồng ạ. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834 004 các bác nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam ạ. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là đấy, mẫu kéo cắt ống nước nhé. Đấy, thương hiệu của Capucci này. Đấy, rất là đẹp luôn. Mẫu này rất là đẹp. Mẫu này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng các bác nhé. Mở ra cho các bác xem luôn. Đấy. Con này là mở ra như nào đây? À đây. Con này mở ra như này. Đấy, mở ra như này. Đấy. Cái đầu này là đầu bảo vệ thôi. Đấy. Đấy, các bác cắt rất là thoải mái nhé. Đấy, rất là đẹp. Con mẫu kéo này rất là đẹp. Đấy, hầu như là mới ra trên thị trường luôn, chưa có ai có luôn. Đấy, đấy. Rất là đầm tay này. Đấy, chúng ta dùng xong nhé. Khóa lại này. Này. Cái này nó lại hay là khóa lại như này, khóa lại nó điểm khóa nó ở đây này. Đấy, các bác đấy, mở ra thì các bác ấn xuống xong mở cái này ra. Đấy, nó gạt như này này. Đấy, các bác nhìn trong này chưa? Đây này. Đấy, rất là hiện đại, xịn sò luôn, Capucci luôn. Thương hiệu của Nhật Bản luôn. Đấy, cái mẫu này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng các bác nhé. 250.000 đồng ạ. Đấy, rất là xịn sò luôn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu một mẫu kìm chết nhé, kìm chết, mẫu kìm chết này. Đây này, vỏ bọc của nó còn niêm phong lại luôn này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Thì sản phẩm này thì em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé. Cái kìm chết này bán giá 200.000 đồng nhé. Đấy, 200.000 đồng. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834 004 các bác nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy. Còn đây, đây là một em kìm, cái này là để chúng ta nhổ ấn đinh tán nhé, dùng cho lắp đinh tán nhé. Đấy, thì nó có ba đầu dự phòng này. Đấy, đây, em xin lôi ra cho các bác xem. Đây, mở ra đây. Đấy, chúng ta ép đinh tán ở trong này này. Đấy, ép lên. Đấy, thì sản phẩm này thì em đang bán với giá là 210.000 nhé, 210.000 đồng. Đấy, trong này nó còn có cái bộ, trong này con đầu cờ lê này. Đấy, để chúng ta tháo những cái đầu này ra này. Đây. Đấy, trong này nó có đi theo luôn này. Đấy, chúng ta thay đầu này, chúng ta có thể thay đầu này. Đấy, thay cái đầu này vào đây này. Đây này. Các loại đầu nhé, các loại đinh tán nhé, các cỡ đinh tán nhé. Đấy, dùng xong cái này nhé, chúng ta lại đút vào đây. Đấy, để không sợ mất. Rất là xịn sò luôn. Đấy, một sản phẩm rất là xịn sò này mà chỉ có giá là 210.000 đồng thôi nhé. 210.000 đồng. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân. Đấy, các bác cứ ghi là báo là kìm tán là 210 thế cho nó dễ, chứ không ngờ là nhiều khi là cứ nhầm lẫn các loại kìm khác hoặc là kìm bé hơn nhé. Đấy. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu là mẫu kho ga này nhé, kho ga đồng này. Kho ga đồng này thì em đang bán với giá là 150.000 đồng nhé, 150.000 đồng là cái loại này. Đấy, sản phẩm rất là xịn sò luôn. Đấy, mở ra mở vào này. Đấy, cái này thì có một cái bất tiện nó là không đánh lửa nhé, nhưng không sao, không đánh lửa không sao. Đấy,
rất là xịn sò. Đây các bác nhìn chưa, đây là có một bộ bộ đựng thìa đĩa hoàng gia nhé. Đấy, rất là đẹp, màu vàng, bên trên bọc sứ nhé, cũng rất là đẹp mắt luôn. Còn đây tiếp theo thì em lại xin giới thiệu tiếp với các bác là xẻng sinh tồn đa năng nhé, xẻng quốc nhé. Chúng ta có thể thay đổi từ xẻng sang quốc, từ quốc sang xẻng được nhé. Đấy. Đây chúng ta chỉ việc vặn ở đây. Đấy, em đã lắp sẵn cho các bác rồi, chúng ta chỉ việc vặn ở đây xong rồi là chúng ta, đấy, chúng ta xoáy chặt vào thôi. Đấy thì có thể dùng xẻng sang quốc và quốc sang xẻng được nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn, rất là xịn sò. Đấy, xẻng sang quốc sang xẻng nhé, lắp chặt vào là có thể dùng được. Đấy, những lúc mà xe cộ các thứ gặp sự cố nhé là chúng ta có thể dùng được luôn. Đấy, không thì cần thiết thì chúng ta có thể tháo ra làm gậy. Đấy, tháo ra làm gậy để phòng thân. Đấy. Đấy, nhưng mà khuyến cáo là không nên để con dao này làm gậy phòng thân nhé. Chứ để con dao này mà làm gậy phòng thân thì là thôi đấy. Đấy, con dao này thì hãy để ở những nấc dưới này thôi. Đấy, còn chứ còn con dao này mà để làm gậy phòng thân là xong đấy, nhỡ tay cái là thôi đấy. Đấy. Đấy thì tiếp theo thì là đây. Ở đây nó còn một cái đấy. Đánh lửa nữa. Đấy, một cái đánh lửa. Đấy. Cái này thì chúng ta có thể cạnh đống bùi nhùi nhé, mưa ướt không việc gì nhé, chỉ cần bùi nhùi khô thôi. Đấy, còn mưa ướt không việc gì. Đấy, lắp vào đây. Đầu này chúng ta có thể có là phá kính. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Đấy thì sản phẩm này thì em đang bán với giá là 490.000 đồng các bác nhé. 490.000 đồng. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004. Đấy, các bác dùng xong thì đây, tháo ra cất đi, gấp gọn vào này. À, đầu tiên là gấp gọn vào này. Đấy, tháo nắp đầu tiên này. Đấy. Tháo đi. Có nhìn cái chỗ đấy các bác nhìn thấy không nhỉ? Em đặt cái xẻng xuống nhỉ. Đấy. Xong tháo cái thứ hai. Vỏ đâu hết rồi. Đấy, tháo cái thứ hai. Cái này phải đút vào bên trong này. Đấy, tiếp tục tháo. Đấy, những cái thanh này thì các bác tùy chọn vị trí nhé, đặt ở vị trí nào cũng được nhé. Đấy, chất liệu bằng thép nên rơi nó rất kêu rất đanh. Đấy, đây. Chúng ta bỏ lại vào đây. Đấy. Đặt vào đây. Đấy, còn cái chảng này đây. Rửa sạch đi nhé các bác nhé, khi sử dụng xong chúng ta rửa sạch đi và chúng ta bảo quản, cất đi. Đấy, thế là đã xong một bộ. Đấy, sáng. Đấy, rất là tiện lợi mà nó cũng rất là có thể đắc lực trong chúng ta khi sử dụng nhé. Đấy, xong. Đấy, rất là đắc lực. Đấy, nó rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu một số mẫu đây, bình phích giữ nhiệt nhé. Phích giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, hiển thị nhiệt độ nhé. Đấy, phích giữ nhiệt này, bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ này. Đây. Đây. Đầu tiên là cái phích giữ nhiệt đây. Đấy. Cái phích giữ nhiệt này thì em đang bán với giá là 350.000 đồng nhé. 350.000 ngàn. Đấy. Trong này là có hai lớp inox BL4. Giữ nhiệt rất tốt nhé. Bình này 1 lít rưỡi nhé. Bình 1 lít rưỡi. Đấy, bình to, bình loại to 1,5 lít. Trong này còn có cả cái lọc trà nữa cơ. Đấy, hai cái nắp đúng như nắp phích luôn. Ừ. Các bác nào ngày xưa là nhà nông thôn là các bác biết cái phích rồi. Đấy, đây. Còn nó có hai màu nhé, màu trắng và màu xanh nhé. Đấy, thì là một cái bình này thì em đang bán với giá là 350.000 nhé. Còn đây. Đây, bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ đây. Thì đây bên trong này bình này không có nước. Đấy, bên trong bình này không có nước, có một lớp ấy này. Thì là nó không có nước hay không có gì cả. Thì nhiệt độ của cái bình trong bình này bây giờ là 15 độ C. Đấy, 15 độ C đây. Đấy, nó tắt đi này nhé, các bác chỉ cần lướt tay qua này là hiển thị lại. Đấy, thì lướt tay qua là hiển thị lại luôn. Đấy, mà một cái bình này thì em có hai mẫu màu trắng và màu chủ đạo của nó là màu trắng và màu hồng, có một số cái là màu bạc. Đấy, thì sản phẩm này em đang bán với giá là 200 ngàn đồng.
Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 các nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình của Hà Nam. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác mẫu dao chặt này. Đây. Mẫu dao chặt cứ kết rồi. Mẫu dao chặt to này. Đấy, chặt gà này, cái này thì chặt gà chặt vịt thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy. Thì tổng chiều dài của nó là 32 cm. Đấy, 32 cm. Đây. 32 cm. Đấy, bản lưỡi của nó đã là đến 10 cm rồi này. Bản lưỡi của nó 10 cm. Đấy. Thương hiệu thì thương hiệu đây. Akatsuki của Mỹ in Japan. Ừ. Chất liệu cán thì là cán liền thân nhé. Cán thì cán liền thân. Đấy. Chặt rất sướng nhé. Chặt rất sướng, rất chắc tay nhé. Cầm con này chặt, chặt, chặt rất sướng. Đấy. Thì con dao chặt này thì em đang bán với giá 400 ngàn đồng có nhé. 400 ngàn đồng. Con này là phân khúc cao cấp luôn. Đấy. Nhìn nó đã đẹp rồi. Đấy. Cán nhé. Không dày không mỏng. Cán thì không dày không mỏng. Rất là cũng rất là mỏng thôi. Đấy, nhưng mà cầm rất chắc tay nhé. Không cần dao, cái nó, chất của nó là chất thép chuẩn luôn nên là nó không nặng. Đấy, nếu mà thép mà pha sắt ấy, thì nó rất là nặng, mà cái loại dao đấy thì rất là nhanh cùn, nhưng loại dao này không, chất thép rất tốt mà còn lâu mới cùn. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu mẫu chặt dao chặt Gunbo nhé, mẫu dao chặt Gunbo này. Đấy, con dao chặt này thì có 300, em bán đang bán với là 380.000, cũng cán liền thân tất cả. Đấy, con dài là thép trắng. Đấy, con này thì 31 cm nhé, 31 cm này. Đấy, bản dao của nó thì là 8 cm. Đấy, con này thì em bán giá là 380.000 đồng nhé. Đấy, chặt rất sướng này. 380.000 đồng. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004. À đây, quên mất hôm nay lên video mà không giới thiệu. Đây, một số mẫu bát hàn này. Hít bát này. Hít bát này, hít bát hàn này. Rất là đỉnh luôn, đỉnh của chóp luôn. Đấy. Hít thì rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái búa này. Hít cái búa này. Này các bác nhìn này, hít cái búa này. Nó hít lên luôn này. Đấy, hít hàn 5 châm này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn, hít này. Đấy thì cái bộ hít này thì em đang bán với giá là bộ hít này thì em đang bán với giá là 100 ngàn đồng. 100 ngàn đồng. Đấy, một bộ này. Một cái này là hai hít nhé. Là 100 ngàn, là hai hai bên hai 5 châm. Hai 5 châm này là 100 ngàn. Đấy. Còn là 1 5 châm thì có 80 ngàn thôi. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 nhé. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu một số mẫu kéo cắt cành nhé. Kéo cắt cành. Bên em, đây. Kéo cắt cành đây. Made in Japan đây. Đấy, kéo cắt cành này thì em đang bán với giá là 240.000 đồng thôi nhé. Đấy, kéo cắt cành này rất 240.000. Cắt rất tốt này. Đấy, các bác đầu năm tỉa mai đào hoa các thứ này, để vườn này, tỉa này. Rất là chất lượng. Đấy, sản phẩm rất là tốt. Đấy, 240.000 đồng các bác nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua số hotline là 0982 834 004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy, kéo cắt cành này. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác lại đang giới thiệu cái gì? Ở đây. Không giới thiệu cứ để trong hộp này. Các bác không biết là cái món gì. Đấy, thì trong này là có một cái máy kẹp dòng nhé, máy kẹp dòng. Đấy, máy kẹp dòng. Đấy, để em tháo ra em lắp pin vào cho các bác. Đấy, chúng ta chỉ cần việc mở lắp ra và chúng ta lắp pin vào thôi. Đấy, lắp pin vào. Đấy, xoáy vào này thì nó bảo rất bảo vệ cho cái thiết bị của chúng ta. Đấy. Đây, sử dụng đây. Đầu trong đấy có hai cái dây. Trong này có hai cái dây. Này. Đây là chúng ta sử dụng. Đâu nhỉ? Đây là em thử kẹp dòng. Thì em thử kẹp cái dòng của cái dây điện này xem nào. Đầu dòng là cái nào nhỉ? Ôm à? Không phải ôm. Đấy, lắp cái máy vào rồi, mở lên là như này rồi. Nhưng mà em cũng không biết là sử dụng nó như thế nào. Đấy. Thực sự ra em không chưa biết mù tịt, không biết sử dụng cái này như nào. Đấy. Đấy, à đây vôn đây. Đo bao nhiêu vôn à? Thôi em sợ. Đấy. Nó rất là tiện thôi. Đấy, vôn này. Cũng biết qua qua thôi, gọi là biết đọc thôi. Chứ em không biết nó là những cái gì. Đấy, 01 này, ấn vào đây nó ra cái gì. Đấy, cũng không biết đâu, nhưng mà sử dụng rất là ngon. Đấy, các bác biết dùng thì các bác hướng dẫn em phát cái này cái. Em không biết dùng cái này như nào. Đấy. Thì cái máy này thì em đang máy đồng hồ dòng đo dòng này thì em đang bán với giá là 300.000 đồng các bác nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982
834004 ạ. Em dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam nhé. Rất xịn sò luôn. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác bộ bấm móng tay của Đức này. Bộ bấm móng tay. Bộ bấm móng tay thương hiệu Willing nhé. Đấy. Mở hộp ra này. Mở hộp của nó ra. Đấy. Trong này có 3 cái này. 3 cái bấm móng này. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Thì lúc chúng ta mở ra thì nó sẽ có chúng ta sẽ nhìn thấy. Đấy, nó rất là đẹp. Đấy, thì bộ sản phẩm này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng. Đấy, thương hiệu Willing của Đức. 250.000 đồng các bác nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là 0982 834 004. Đấy, rất nhiều mặt hàng sản phẩm nhé. Đá cắt này. Đá cắt này. Hộp đá cắt này. Đấy, lưỡi xanh này. Đấy, thương hiệu Capucci này. Đấy, cái hộp này thì em đang bán với giá là 500.000 đồng một hộp nhé. Hộp này có 100 lưỡi nhé. Đấy, rất là xịn sò, rất là rẻ, rẻ hơn là các bác mua ở quán luôn. Đấy, khẳng định thế luôn. Còn rất nhiều mặt hàng sản phẩm nhé. Cốc uống bia này, cốc uống bia này, cốc giữ nhiệt này. Đấy. Khóa số này. Khóa số này. Đấy, khóa dây này. Đấy, rất nhiều loại nhé. Đấy, rất nhiều loại, rất nhiều sản phẩm. Đấy, để phục vụ quý cô bác anh chị. Đấy. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là 0982 834004 các bác nhé. Em dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam. Đấy, rất nhiều sản phẩm. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.